các bạn. Các bạn ba giờ mình sẽ bấm like channel nè. Ok, bây giờ mình chuẩn bị chơi. Bây giờ chơi cho cái hôm các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Nè, đó, thấy các bạn ha. Thấy hông? Nè, đây nè, có cái hông. Mẹ trước này phải có cà chéo luôn nè. Đó, thấy hông các bạn. Ôi giời, để chơi nè. Nè, cái hầm mà mình có chơi chơi nha. Mình ấn lắm cho nè. Vỡ nè. Thôi mặc kệ bộ nàng tiên cá. Được rồi. Ha, áo trong này đẹp nè. Bây giờ mình sẽ giặt chuẩn bị giàm nha mẹ. Chuẩn bị giàm nè. Mẹ bây giờ mình giảm gì nè. Làm dao cho mẹ. Làm dao. Nó nói vậy vậy. Ok, bữa nay mình sẽ bỏ trò chơi mới. Mình xin chào các bạn ơi. Nè, có trò mới. Có cái hầm các bạn. Nè, cái hầm. À, hầm. Dạp nha. Rồi. Được rồi. Trộn hết trơn.
정말 저 그렇겠네. 진짜 걸리다. 응? 응, 아니야, 너무 야오. 오, 짜잔. 응? 나 먼저 뜯을까? 내 딸이 한 너무 할 말이요. 좀 할 말 없네. 응? 네? 맞아, 하게. 자, cái hình các bạn. Làm cái. Rồi, để bánh vô. Trời bé ăn hết nãy giờ mấy cái bánh rồi, giờ hết bánh rồi. Để bánh vô con. Bỏ vô tủ lạnh kìa ha.
xong thì nó sẽ giống như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đem bỏ vô tủ lạnh 15 phút. Đúng rồi. Đợi 15 phút rồi chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta sẽ có được những cây kẹo chocolate rất là ngon. Đúng rồi. Đây, mình sẽ lấy mấy kẹo này ra đủ dạng đông rồi nè các bạn. Thôi là mình sẽ thử ăn thử nè. Nó ngon lắm. Bạn ơi, nó ngon lắm. Nè coi nè các bạn. Ha. Thấy chưa? Hay. Ăn đỡ đi. Nhà màu tương tư ra thôi. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tuần sau nha. Bye bye.